Sáng ngày 12 tháng 1, Hội Nông dân huyện đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào nông dân năm 2020. Dự tại hội nghị về phía tỉnh có đồng chí Nguyễn Thị Thư, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Kinh tế Xã hội Hội Nông dân tỉnh. Về phía huyện Ngọc Lặc có đồng chí Lê Bá Ngà, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra huyện ủy. Trong năm 2020, các cấp hội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động hội viên thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng phong cách đạo đức Hồ Chí Minh, chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt và phát triển hội viên, xây dựng hội vững mạnh, nắm bắt những tâm tư nguyện vọng của hội viên để từng bước xây dựng các phong trào phù hợp với điều kiện của các cấp hội cơ sở, từ đó phát động các phong trào và tổ chức thực hiện một cách có hiệu quả các phong trào tại các cấp hội. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cán bộ hội thường xuyên được quan tâm, từ đó trình độ của cán bộ chủ chốt từ huyện đến cơ sở được nâng lên, đáp ứng được yêu cầu. Trong năm, các cấp hội nông dân huyện Ngọc Lặc đã vận động hội viên nông dân tham gia có hiệu quả phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Bên cạnh đó, đã tích cực phối hợp để hỗ trợ bà con nông dân phát triển kinh tế. Hội đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện, Ngân hàng Nông nghiệp huyện thành lập các tổ vay vốn, tạo điều kiện giúp hội viên có thêm nguồn lực đầu tư sản xuất kinh doanh, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, đồng thời phối hợp với các ngành mở các lớp tập huấn cho hội viên về khoa học kỹ thuật, giúp bà con có thêm kiến thức mới về trồng trọt chăn nuôi, từ đó tích cực tham gia chuyển đổi cơ cấu cây trồng mùa vụ, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, góp phần cải thiện môi trường nông nghiệp, nông thôn theo hướng hiện đại hóa, công nghiệp hóa. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thư, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Kinh tế Xã hội Hội Nông dân tỉnh, ghi nhận những kết quả công tác hội và phong trào hội nông dân năm 2020. Đồng chí mong muốn, trong năm 2021, hội nông dân các cấp cần bám sát vào mục tiêu nghị quyết Ban chấp hành hội nông dân để đưa ra các chỉ tiêu nhiệm vụ cụ thể phù hợp, tập trung phòng chống dịch COVID-19, phòng chống dịch bệnh cho vật nuôi, đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sản xuất, thường xuyên chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật và các mô hình sản xuất mới, triển khai và nhân rộng các mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả, nâng cao đời sống cho người nông dân, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa, đảm bảo an ninh trật tự, củng cố và nâng cao chất lượng sinh hoạt hội, tăng cường hỗ trợ hội viên nông dân phát triển kinh tế, quan tâm giúp đỡ hội viên nghèo, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Nhân dịp này, Hội Nông dân huyện đã tặng giấy khen cho các tập thể cá nhân đã đạt thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào nông dân năm 2020.